quý vị ơi, đang ở chỗ phim là đang chỗ mà người ta vui chơi á, chơi vui lắm, đây là mọi người á. Nói chung là muốn là chơi chỗ nào, 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 thần thánh đây rồi. Chưa thô tô phu mà về mà. Đây chưa thô phu. Chưa sao the hay sao? Thảo the. Thảo the hả? Thảo the hả? À, hỏi gì hỏi sao nữa không? Nhớ gì hỏi sao? Sao? Sao bà biết? Đi lâu chi? Cái gì? Bà người gì vậy hả? Người gì đó người gì? Bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em tung bay bay. Em cười. Anh Thành ơi. Anh đủ rồi, anh nhiều quá vậy. Rồi cảm ơn em, đủ xin nhiều vậy. Cảm ơn bé. Đâu đây cho anh thử mấy đồ muối coi. Trời ơi, mình chỉ nói cho họ thôi á. Có sợ sẻ nè. Sáu sư hồ hả, cho 35 đồng. 35 đồng đài là bao nhiêu tiền nhân? Em không biết anh. Rồi, xe xe. Có sọc ra, có vậy rồi đòi cái thay ốm lại. Vậy rồi đòi cái thay ốm lại. Quay hình mà cũng còn xéo rách nữa. Ăn là cũng thú thần thánh quý vị ơi, bà nội cha nó thúi thiệt chứ không phải không đâu. Đi xe lai răng mà cái mặt. Thôi nói tiếng Việt cho bà đi cho bớt cực. Ừ, nói tiếng Việt cho bớt cực đi. Cái này đây là gì? Cái này ớt mình, cái này ớt mình hả? Bỏ nào ngon nhỏ. Cái này ớt cay, cái này cay chứ không cay. Này cay nhiều hả? Trời ơi, thử nha. Thâu tô phu. Má ơi, nó thúi sọc trong mũi nè. Mày sao thúi dữ vậy? Mày sao thúi dữ vậy? Nhưng mà ngon. Thúi quá. Thúi quá. Thúi quá. Thúi. Ăn ớt rồi mà bỏ qua. Thôi cay đi, thúi quá, thúi. Thúi quá. Thôi. Mấy mình ăn rồi. Mày ăn cay. Đã bưng hỏi hú á. Drop it. Đã hú á. Đã bưng hỏi hú á. Đã hú á. Đã hú á. Đã hú á. Đã hú á. Hú á. Nè. Nè bà. Đóng mắt. Hú á. Trời. Hú chóng mặt luôn á. Cảm ơn em nha. Đi nè. Xin mẹ chú trả tiền. Nhiêu tiền lấy tiền đi, nhỏ này thiệt lấy tiền đi. Mời hả? Cảm ơn bé, love you. Cảm ơn bé nhiều. Dễ thương quá, cảm ơn em nha. I love you, bye bye. Bye bye mọi người nha, nhớ ăn nha. Ngon lắm á, thiệt. Ngon, hú lắm.